Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Yên Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc cái công đoạn quy trình làm hoành phi cô đối của chúng tôi. Đây là công đoạn đốt gỗ để đi vào quy trình hoàn thiện sơn son thiết vàng. Trong clip này thì chúng tôi cũng giới thiệu với các bạn mẫu hoành phi mới nhất của chúng tôi. Đây là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụn và bên ngoài thì chúng tôi làm thêm một cái tai như là mẫu khám thờ bao bọc bên ngoài. Và kích thước của bức hoành phi này là chúng tôi làm kích thước là dài 1m97, rộng 81. Và nếu tính cả phần tai bên ngoài là nó vào dài 2m37 và rộng 1m07. Những người thợ của chúng tôi đang đốt cái bề mặt gỗ đây để cho nó hết lông. Thường thì chúng tôi đục xong thì nó có cái các cái lông là bề mặt bên trên thì chúng tôi phải cho bình ga và đốt đốt sạch đi thì chúng tôi bắt đầu với làm quy trình sang thứ hai là quy trình lót được. Đầu tiên là chúng tôi phải đốt đốt cháy gỗ rồi thôi. Như các bạn đang xem đây. Và bức hoành phi này chúng tôi chạm bốn chữ là Ẩm Hà Tư Nguyên bằng chữ Hán Nôm, được dịch phụ đề tiếng Việt ở phía dưới. Và nghĩa của nó thì dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là uống nước nhớ nguồn, mà chữ Hán thì là Ẩm Hà Tư Nguyên, đọc từ bên phải sang. Hai phần tai thì chúng tôi chạm phượng và bên trên thì chúng tôi chạm là long hóa mai, ở giữa đục hoa hồng. Bức hoành phi này cũng được đánh giá là bức hoành phi có kích thước khủng, dài 2m37, chiều rộng 1m07 tính cả phù bì. Và sau khi chúng tôi đốt thì gỗ nó cháy như này. Và chúng tôi bắt đầu với làm quy trình thứ hai, đó là quy trình lót. Để làm được sơn son thiếp vàng một bộ hoành phi câu đối thì mất rất là nhiều công. Và đây là công đoạn đầu tiên chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý khách hàng trên toàn quốc được biết. Thì bức hoành phi nó có nhiều dạng. Bên trong chúng tôi chạm 3 chữ nho, 4 chữ, 5 chữ, đó là do yêu cầu của quý khách. Trong clip này thì chúng tôi cũng giới thiệu tới quý khách các cái bộ chữ nho, chữ Hán chúng ta thường hay thờ. Nếu như thờ gia tiên thì chúng ta hay dùng là Đức Lưu Quang, thì có nghĩa là đức độ tỏa sáng. Hoặc là Ẩm Hà Tư Nguyên thì có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Và nếu thờ ở nhà thờ thì chúng ta hay thờ là Vạn Cổ Anh Linh, hoặc là Lưu Phúc Lưu Ân, Hải Đức Sơn Công. Thì Vạn Cổ Anh Linh thì có nghĩa là muôn thuở anh linh, mà Lưu Phúc Lưu Ân là giữ mãi ơn phúc. Hải Đức Sơn Công thì dịch ra nghĩa là công đức như biển như núi. Hoặc là Ngũ Phúc Lâm Môn thì có nghĩa là năm phúc vào cửa, để các bạn tham khảo thêm. Hay là Vạn Cổ Trường Xuân, tức là muôn thuở quần tươi. Hay là Lan Quế Đằng Phương, tức là cháu con đông đúc. Rất nhiều các cái bộ chữ mà chúng tôi đã làm trong thời gian vừa qua. Thì các bạn nên tham khảo các cái bộ chữ. Các bạn hãy xem video này thì chúng tôi sẽ tư vấn. Mà nếu các bạn cần tư vấn kỹ hơn thì các bạn sẽ liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các bạn hãy gửi về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể kích thước từng bộ một. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn theo các cái mẫu sản phẩm. Chúng tôi xin nhắc lại đây là quy trình đốt lửa cho hoành phi câu đối để đưa vào quy trình làm sơn son thiếp vàng. Đây là quy trình đầu tiên của chúng tôi. Sau đó thì chúng tôi sẽ làm 3 nước lót. Bắt đầu chúng tôi mới cầm và sau đó với thiếp vàng. Để hoàn thiện được một bộ hoàn chỉnh thì mất rất là nhiều công đoạn. Bộ hoành phi này được làm bằng chất liệu gỗ vụn. Kích thước là dài 2m37, rộng 1m07. Chạm 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên. Và phần ván chúng tôi làm dài 3 phân. Và khung tranh chúng tôi làm dài 7 phân, to 10 phân.
Bên trong chúng tôi chạm vào chữ công. Thì rất nhiều người đang thắc mắc là tại sao chúng tôi lại phải đốt như này, vì đốt như này nó mới làm hết cái lông ở trên bề mặt gỗ. Nó sẽ làm những cái bề mặt thì chúng tôi mới làm được quy trình sơn son thép vàng. Chúng tôi làm cơ sở sản xuất tại gốc, không qua trung gian. Chúng tôi đang làm rất nhiều cửa võng, khám thờ, ngai thờ, cuốn thư câu đối. Quý vị có thể vào trang chủ để xem thêm các cái sản phẩm. Hoặc quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng mà chúng tôi đưa lên. Để đốt được một bức như này thì chúng tôi mất từ 10 đến 15 phút mới đốt xong. Đây mới là một bức hoành phi, còn câu đối là khách đặt chúng tôi là câu đối lòng mo để lắp vào nhà gỗ. Chúng tôi nhận làm hàng đặt theo yêu cầu. Cái phần chữ bên trong hay là các họa tiết thì quý vị có thể thay đổi. Như các bạn đang xem, đây là bức hoành phi chúng tôi nền chặt gấm và là bốn chữ Ẩm Hà Tư Nguyên, được dịch ra là uống nước nhớ nguồn. Và bao bọc bên ngoài cái bức đại tự này là chúng tôi làm thêm cái tai bên ngoài như khám thờ. Đây cũng là mẫu mới của chúng tôi. Chúng tôi trước khi đi vào hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay lại mộc một lượt để giới thiệu tới quý khách hàng. Và trong clip này chúng tôi cũng khuyên khách hàng là không nên mua hàng hoàn thiện sơn có sẵn, thì quý khách sẽ không biết được cái chất liệu gỗ là bằng gỗ gì. Thì quý khách nên xem mộc để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Quý khách có thể về tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên để xem hàng. Quý khách ở xa mà không về được thì quý khách có thể xem qua video trực tiếp của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể truy cập vào fanpage Đồ Gỗ Hiền Lành trên Facebook để lấy hình ảnh, hoặc Zalo 0986 883349 để xem thêm. Chúng tôi đã cài đặt rất nhiều các video ở phần mô tả để quý vị có thể xem thêm các cái đồ thờ cúng như sập thờ, cuốn thư câu đối rất nhiều. Và các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức hoành phi dài 2m37, rộng 1m07. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất, và hẹn gặp lại quý vị trong các video.